Việt Nam Thuốc là một trong những sản phẩm của bên chị. Bên Navigos Group thì có bốn sản phẩm chính. Thứ nhất là trang web tuyển dụng hàng đầu, online hàng đầu của Việt Nam và dành cho những cái bạn đi tìm việc. Thế còn dịch vụ thứ hai đó là dịch vụ Headhunter. Các em đã nghe đến cái nghề Headhunter chưa? Nghề săn đầu người đúng không? Nghề này thì cũng là giúp cho các tập đoàn, các doanh nghiệp có thể tuyển những cái nhân sự cấp cao cho họ. Nghề thứ ba là nghề tư vấn về nhân sự, và nghề thứ tư là nghề là công việc để đánh giá chất lượng nhân sự cho doanh nghiệp. Thì bên chị cũng có những cái công cụ test, triage test, giống như là cái triage test thì nó rất là hay, nó có thể là giúp doanh nghiệp họ có thể giải mã hoặc là screen ứng viên, xem là ứng viên này điểm mạnh điểm yếu là gì. Và đôi khi các em làm cái bài test thì xong thì các em cũng khá là bất ngờ về khả năng của mình. Thì đấy là một trong bốn cái dịch vụ của bên công ty chị. Xin mời chị Hồng quay trở lại với slide. Thì chị cũng vừa giới thiệu qua về Navigos. Logo của bên chị là We help people achieve their dreams. Có nghĩa là sứ mệnh, đây là sứ mệnh là sẽ giúp cho các ứng viên này, giúp cho các công ty thực hiện được ước mơ của họ. Và trong cái clip vừa rồi thì các bạn có nghe thấy cái từ Dream Maker không? Dream Maker là gì? Các bạn hiểu Dream Maker là gì? Có ai biết không nhỉ? Ở trên đây thì chị đang có rất là nhiều phần quà ngày hôm nay, thì có vẻ như là buổi chiều các bạn cũng khá là đông, công bằng buổi sáng. Sáng nay thì các bạn cũng nhận được khá là nhiều phần quà của bên chị. Quà của bên chị thì nó chỉ là quyển sổ rất là đơn thuần thôi, nhưng mà bên trong nó chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa. Nó là những cái giá trị cốt lõi để có thể đồng hành với các em trong cái sự nghiệp sắp tới. Các bạn có biết Dream Maker là gì không? Chúng ta là sinh viên khoa tiếng Anh đúng không? Ok, đâu bạn nào không ngại đâu? Đây, xin mời bạn. Em giới thiệu qua về tên đi. Em là sinh viên năm tư. Theo em hiểu thì Dream Maker là người tạo dựng giấc mơ, nghĩa là người giúp người khác tìm đến giấc mơ, tìm đến công việc là giấc mơ của mình. Đúng rồi, chuẩn rồi, cảm ơn em. Và ngoài cái ý nghĩa là đem lại cái kiến tạo giấc mơ, đem lại cái ước mơ, những cái hoài bão của khách hàng, của các đồng nghiệp và chính cả bản thân chúng ta nữa, thì khi mà trở thành một Dream Maker của công ty chị, thay vì là nói là nhân viên thì tự bản thân mỗi người đã cảm thấy là chúng ta là những người kiến tạo giấc mơ cho công ty và cho khách hàng và cho những người xung quanh, thì đấy là một ý nghĩa rất là sâu sắc. Tiếp theo là phần sản phẩm chính thì chị cũng đã giới thiệu rồi. Việt Nam Quốc là tổng công ty việc làm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 2002 đến nay. Thì đến năm 2013 thì tập đoàn này đã rơi vào tay anh John Tan, là tập đoàn của Nhật, và trước đây là của anh John Tan người Mỹ. Và Navigos thì cũng được thành lập ngay sau năm 2002 và năm 2003, là công ty dẫn đầu trong dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự cao cấp và cấp trung tại Việt Nam, và đạt hơn 200.000 hồ sơ ứng viên trong mạng lưới dữ liệu. Sau này thì hy vọng tất cả những cái bạn sinh viên ở đây đang mới chuẩn bị là rời trường đúng không? Hy vọng là sau 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm thì chúng ta đã apply vào Navigos với vị trí là gì? Có thể là chuyên viên cấp cao đúng không? Và chúng ta lại back lại là Navigos sẽ hát lại các em là những ứng viên cấp cao của những tập đoàn lớn chẳng hạn. Thì chị rất là mừng, hoặc là chị rất là vui nếu như mà chúng ta có thể gặp lại nhau ở Navigos trong khoảng 2-3 năm nữa, ngắn hơn. Rồi, tiếp theo thì đây là trụ sở chính của bên công ty chị là trong Sài Gòn, và ngoài này là ở Bà Triệu là chi nhánh. Và tổng số lượng cán bộ nhân viên công ty hiện nay đang là gần 600. Và bây giờ thì chị trên kia đang còn nhiều quà lắm, nên là chị sẽ dành những cái câu hỏi cho các em nhá. Các bạn có biết nghề telesale là gì không? Ok, mở cái rất nhanh tay. Em chỉ là nghề telesale là nghề mà sử dụng cái điện thoại để bán hàng cho khách hàng.
tư vấn cho bán hàng đấy. Ok, nôm na là người tele sale là tư vấn và bán hàng qua điện thoại đúng không? Rồi cả bên em một phần quà cho em. Các bạn nào có ý kiến khác đúng không ạ? Ngoài sử dụng điện thoại để tư vấn và bán hàng thì còn ý kiến nào nữa không? Các bạn? Ok, thế thì chị sẽ giới thiệu qua một chút là nghề BDC thì đúng như bạn nói là chúng ta sử dụng với phương pháp bán hàng qua điện thoại thì sẽ tư vấn về sản phẩm này, về dịch vụ này của công ty này đến tận đâu khách hàng, đến tận tai khách hàng. Nghề này là nghề dùng giọng nói hay nụ cười để nói chuyện với khách hàng rồi. Và nghề này thì các bạn sẽ cần những cái kỹ năng gì nào? Rồi một cái tay, hai cái tay, ba, rồi ok. Vậy thì chị mời bạn gái đang đến đây, bạn giơ tay rất là nhanh, sau đấy thì mời đến bạn trai ha. Em chào chị ạ. Theo em thì ngành telesale yêu cầu giọng nói chuẩn, không có giọng nói lắp và có sự lưu loát trong lời nói, và các bạn phải có cái cách xử lý nhanh vì có những câu hỏi, những thắc mắc của khách thì phải xử lý nhanh để trả lời khách luôn lúc đấy. Với lại là thế rồi để chia sẻ phần quà cho các bạn khác ạ. Cảm ơn em. Một phần quà nữa dành cho bạn là bạn trai thôi nhỉ? Bạn trai bên này không? Bạn có bổ sung gì không? Theo em là cái thái độ là chuyên nghiệp và có một kỹ năng giao tiếp. Chuẩn luôn. Kỹ năng giao tiếp. Ban nãy chị có hỏi là nghề tele sale là cần những kỹ năng gì đúng không bạn? Đầu tiên thì có phải là chúng ta sẽ nói thoại đúng không? Tư vấn những sản phẩm dịch vụ cho khách hàng qua điện thoại. Vậy thì đầu tiên nó sẽ là phải là kỹ năng giao tiếp rồi. Và trong kỹ năng giao tiếp thì nó sẽ có kỹ năng đàm phán đúng không? Kỹ năng trả lời điện thoại có thể hả? Trả lời khách hàng. Trả lời khách hàng. Như trả lời với khách hàng. Xử lý tình huống đúng không? Có cần không? Rồi. Ok, còn các bạn còn bổ sung thêm gì nữa không ạ? Rồi, bạn gái, cho chị xin cái bên này. Em chị là cần phải có khả năng tiếp cận khách hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng, và có kỹ năng nói trôi chảy như vậy. Bên cạnh đó thì cũng phải có tác động, tức là tác động tới hàng tâm lý của khách hàng, hiểu nhu cầu của khách hàng, và đặc biệt nữa là phải giải quyết được cái tâm lý đang tham gia của khách hàng, đó là có nên mua hay là không nên mua, hay là có rằng là giá cả chi phí nào là việc là để lôi kéo được khách hàng. Ok, cảm ơn bạn. Vậy là người tele sale sẽ có thêm cái phần là kỹ năng là lắng nghe khách hàng, lắng nghe và thấu hiểu đúng không? Rồi kỹ năng xử lý tình huống này và kỹ năng chốt đơn hàng có cần không các bạn? Rồi nếu mà là có cái nghề là direct sale, có nghĩa là đến và gặp trực tiếp khách hàng, thì cái khả năng chốt đơn hàng thì bao giờ nó sẽ dễ hơn là nghề tele sale. Nhưng mà vì sao chị lại nói cái câu chuyện nghề tele sale ở đây với các bạn? Là lý do nó rất là đơn giản thôi. Bởi vì là nghề tele sale ấy, thì các em thấy là hội tụ rất là nhiều những kỹ năng như chị vừa nói và như các bạn vừa xây dựng. Thì câu chuyện là vì sao chúng ta mới ra trường thì lại nên chọn cái nghề này mà không phải chọn nghề kia? Bởi vì chị thấy rằng là cái nghề TDC có thể giúp ích cho các em đạt được cái nhiều kỹ năng nhất khi mà các em đang còn rất là mới. Khi mới rời cái nhà trường thì có thể đâu đó các bạn cũng đã đi làm thêm rồi, nhưng mà cái nghề này là nghề mà doanh nghiệp họ là sao? Họ chấp nhận tuyển các bạn mới ra trường và họ sẵn sàng đào tạo cho các bạn. Thì đây là cái nghề mà các em có thể kiếm được nhiều kinh nghiệm nhất mà không mất tiền. Rồi, và gọi đây còn được trả lương nữa, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là chị giới thiệu qua một số những cái tiêu chí tuyển chọn của Việt Nam Quốc. Theo thống kê của bên chị thì để các bạn được đi vào các phòng trong và được nhận làm việc thì cái khả năng chiến đấu cũng rất là cao đấy. Trên 300 CV thì mới có được một bạn là làm việc chính thức.
có bốn bạn vào thử việc, và trong bốn bạn đấy thì mới có một bạn vào làm chính thức. Thì phải hiểu như vậy thì để hiểu rằng là bên Việt Nam Post thì tuyển chọn rất là kỹ, và đương nhiên bạn nào đã vào được rồi thì rất là chuyên nghiệp. Và bên chị đây là những tiêu chí tuyển chọn, thì các bạn có biết integrity là gì không? Các bạn ok mời bạn gái. Em với chị là từ này có nghĩa là tính trung thực, liêm khiết. Đúng không? Còn cái thứ hai như là thái độ. Em chưa là đang tham vọng, đang đam mê. Còn never give up là không bao giờ từ bỏ. Còn continue learning là không ngừng học hỏi. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời bạn. Bạn cho bạn một phần quà. Trong những cái tính từ này thì các bạn có muốn được biết hiểu sâu hơn về những cái cách như này không? Các bạn có cần phải hiểu rõ hơn không? Hoặc có cái integrity là vì sao lại nói đến liên tiếp? Là vì chúng ta là sale. Chúng ta là sale thì chị nghĩ là cái nghề này nó sẽ cần tính liên tiếp quan trọng nhất. Rồi, mà chị nghĩ nghề nào cũng nên thế luôn á. Rồi attitude là thái độ đúng không? Người ta có nói một câu là thái độ thì sẽ dẫn tới gì? Hành động thì sẽ thành thói quen đúng không? Và ambitious là đam mê. Làm cái gì mà chẳng có đam mê, không có đam mê thì sao làm được. Rồi never give up là không từ bỏ. Em có biết đến tinh thần can do không? Các bạn có biết đến tinh thần can do không? Là có thể làm á. Thì ở bên công ty chị thì cái tinh thần can do cũng rất là quan trọng, thì nó chính là không bao giờ từ bỏ đó. Có nghĩa là khi mà sếp giao cho mình một công việc thì mặc dù là mình có thể không có nhiều kinh nghiệm lắm hoặc là chưa thử cái công việc đấy bao giờ, nhưng mà cái tinh thần can do bao giờ nó cũng được chú trọng nhiều hơn. Và ok, em nói thẳng sếp là em chưa làm cái công việc đấy bao giờ, nhưng mà nếu mà sếp giao thì em sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể của em. Chứ không nghĩa là em sẽ vậy, em chưa làm cái việc em bao giờ, chắc là em không làm đâu. Thì chị nghĩ là với một bạn có một cái tinh thần như thế thì chắc chắn là sẽ không trụ lại được ở đâu trong một doanh nghiệp với một thời gian quá dài. Rồi, và continue learning thì tinh thần ham học hỏi thì luôn luôn là cần thiết thôi. Và bên chị thì như ban nãy chị nói là bên chị sẽ có hai tuần trải nghiệm phút game. Thì nó rất là hay một cái là các bạn đôi khi các bạn ra trường các bạn cũng nghĩ là em thích nghề kế toán, nhưng mà bố mẹ em lại muốn em làm phiên dịch, bởi vì là bài ngày ai có tiếng Anh giỏi của em được đi du học bên nước ngoài về thì nghề đấy được kiếm được tiền nhanh nhất. Có lại là chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn trong các ngành nghề khác nhau. Vậy thì cái kỳ thi kem này chỉ có 2 tuần bên chị thôi, thì các bạn sẽ được trải nghiệm ở cái nghề TTC này. Và sau 2 tuần, trong 2 tuần đó các bạn sẽ làm gì? Sẽ có 5 ngày để được đào tạo và 5 ngày để trải nghiệm là thử một TTC. Chính thức thì họ sẽ phải gọi những cái cuộc phone hàng ngày cho bao nhiêu khách hàng, rồi là xử lý bao nhiêu tình huống với khách hàng. Vậy thì các bạn sẽ được có một kỳ trải nghiệm. Và chị nghĩ rằng là không có nhiều công ty họ sẵn sàng để mà tuyển cái vị trí bootcamp này về. Và bên chị có một cái rất hay là trong 2 tuần bootcamp này các bạn cũng được trả lương. Và nếu mà có được tham gia vào event của công ty thì cũng là free luôn. Đây là mục đích là giúp các bạn có trải nghiệm công việc trước khi bắt đầu và đánh giá mức độ phù hợp của mình với công việc. Rồi. Và bên chị cũng có thống kê những cái lý do thất bại trong những cái năm đầu tiên, đó là đa phần các bạn đang thiếu những kỷ luật và thiếu tính kiên trì. Làm gì mà không có những kỷ luật, không có những kiên trì, không thể thành công được cũng không thôi. Khi mà các em đi học thì thế thôi. Rồi. Và ba lý do chính sale nghỉ việc trong năm đầu tiên thì có thể các bạn sẽ có kế hoạch là đi du học này, hoặc là bố mẹ thì xin được việc ở quê, hoặc có bạn thì lý do là em yêu bạn trai của em 4 năm rồi, bây giờ lên nhà tiền thì tạo sự cưới lắm rồi. Rồi hoặc là lập gia đình ở tỉnh nên là phải theo về quê. Đây là những lý do mà các bạn nghỉ việc khá là nhiều đối với những cái đối tượng mà mới ra trường trong vòng 1 đến 2 năm. Rồi, và bên chị thì ban nãy các bạn vào thì có được phát những cái tờ rơi không?
Rồi, ở đây thì các bạn có thể chỉ có nghiên cứu một chút thì bên công ty chỉ có những cái chế độ phúc lợi hoặc là những cái event một năm có tận 12 cái event, trong đó có sinh nhật công ty, rồi là lễ tổng kết cuối năm hoặc là Thanksgiving, rồi là ngày hội văn hóa Nhật Bản. Rồi là có hiện nay thì bên công ty chị vẫn đang có những cái vị trí trống ở nghề tele sale và công việc là của chăm sóc khách hàng. Rồi đây các bạn có thể tham khảo thêm của tờ đơn nhé. Và bây giờ thì đến cái phần mà các bạn có thể dành những câu hỏi cho bên chị đại diện là những nhà tuyển dụng. Thì các bạn từ nãy đến giờ thì có chị Phương Anh chia sẻ về kỹ năng viết CV này, về bí quyết về phỏng vấn thành công. Thì bây giờ các bạn đã được phát những cái câu hỏi phiếu để đặt câu hỏi, các bạn có muốn hỏi không? Ok, mời bạn cá. Các bạn đây là câu hỏi có quà đấy. Thưa chị, là bên công ty chị có yêu cầu gì không ạ? Yêu cầu lấy cơ sở này. Dạ không, yêu cầu làm việc đấy ạ. Yêu cầu công việc ạ? Yêu cầu công việc ạ? Thể vị trí trên xe của em. Dạ vâng ạ. Yêu cầu công việc thì có trong cái bản là tớ cơ nhé, em đã nhận được chưa? Dạ em nghe được. Thì chị nói qua một lần nữa là để trở thành tele sale của chị thì có những, đầu tiên là sẽ có cái phòng là CV, nghĩa là lọc hồ sơ ấy. Thì qua phần lọc hồ sơ thì chỉ cần thứ nhất là CV trình bày một cách rất là chuyên nghiệp, thông tin đầy đủ rồi, và thể hiện được cái sự đam mê khao khát được làm cái nghề đó. Có nhiều khi CV thì là làm kế toán nhưng mà apply vào cho tele sale thì làm sao mà mọi người được, đúng không? Và thể hiện được cái định hướng mục tiêu nghề nghiệp của các em là các em định hướng sẽ làm công việc tele sale hay là sẽ làm công việc nào đó mà các em đang apply này. Rồi thế thì tiếp theo là bọn chị sẽ qua cái vòng lọc hồ sơ thì bọn chị sẽ gọi điện qua điện thoại, là phỏng vấn qua điện thoại ạ. Thì cái vòng này nhất là sẽ lọc cái giọng của các em, thì nhất là sẽ không nói ngọng nói lắp, rồi và sẽ hỏi một số những cái thông tin liên quan đến cái mong muốn tuyển nghề của các em, và sẽ thống nhất về cái lịch phỏng vấn. Thì bước thứ ba tiếp theo là sẽ mời các em đến phỏng vấn. Rồi, thì trong cái bước thứ ba này thì các em cần phải lưu ý là cần phải đến đúng giờ và trang phục thì phải phù hợp với buổi phỏng vấn và sẵn sàng cho mình những cái tinh thần rất là thoải mái. Và đương nhiên là trước khi phỏng vấn thì mình sẽ phải biết mình đang cần gì, muốn gì đã, vì sao mình lại chọn nghề này, biết gì về công ty mà em đang phỏng vấn. Đó, thì đấy là những cái sơ bộ mà các em có thể chuẩn bị rất là kỹ. Thì ban nãy các chị có nói là thất bại trong chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thất bại, đúng rồi, cảm ơn em. Còn một cái tai nạn nữa không? Các bạn có thể tham hồ hỏi chị đi. Thưa chị, là ngành của mình TLC có bắt buộc phải là học chuyên ngành nào không ạ? Hay là ngành nào mình cũng đăng ký vào làm được ạ? Hay có ngành nào tiện hơn và có lợi thế hơn không ạ? Ok, câu hỏi rất hay. Hiện nay ấy, nó sẽ tùy thuộc vào ngành nghề khác nhau. Có những công ty thì họ sẽ yêu cầu là phải hiểu biết về sản phẩm trước. Nhưng mà đối với bên công ty chị thì bọn chị chấp nhận là sẽ dành thời gian để đào tạo các em, nên là sẽ không yêu cầu là phải học chuyên ngành gì. Thì đương nhiên là nếu mà đã từng có kinh nghiệm mà đã từng làm tele sale thì càng tốt thôi, thì sẽ được là chú ý hơn cái hồ sơ đấy. Còn nếu mà chưa có kinh nghiệm thì cũng ok. Quan trọng là gì ạ? Thái độ này và mục tiêu người nghiệp các em có thực sự muốn làm nghề đó hay không. Giờ còn một bạn nữa đúng không? Giờ chị mời em. Em muốn hỏi thông tin là apply chương trình bút kem. Chương trình bút kem sẽ là 2 tuần, nó sẽ trong 2 tháng thử việc. Và muốn cho được chương trình bút kem thì các em sẽ phải qua phỏng vấn và sẽ thử CV cho các chị. Thì nó có thông tin để tờ rơi rồi. Đấy, thì các em hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mình một cái CV chuyên nghiệp và gửi về cái số điện thoại cao cấp của chị Phương Anh hoặc là chị Hồng. Rồi còn các bạn nào nữa không? Còn muốn hỏi chị cô hỏi nào nữa không ạ? Thưa chị, là nếu như mà sau 2 tập em thử việc làm TLC ạ, thì bọn em có kỹ năng và
làm tốt ấy, thì có được công ty giữ lại không? À đương nhiên, nó sẽ nằm trong cái hai tháng thử việc ấy. Thì chắc chắn là các bạn khi mà vượt qua vòng phỏng vấn thì các bạn sẽ thông thường những công ty khác nhé, chị nói lại này. Thông thường những công ty khác thì họ sẽ đi phỏng vấn này, đúng không? Phỏng vấn xong được nhận thì các bạn có hai tháng thử việc. Và trong hai tháng thử việc đấy thì nếu mà các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể là vượt qua cái hai tháng thử việc đấy, công ty họ nhận nhận các bạn. Nhưng mà có những công ty họ lại chờ hết hai tháng thử việc thì họ mới cho các em nghỉ, hoặc là họ mới nói với các em là à em không phù hợp với công việc này đâu. Nhưng mà bên chị thì chỉ trong hai tuần thôi là có thể bên công ty sẽ tư vấn lại cho em nếu mà em cảm thấy là không phù hợp. Còn nếu phù hợp thì các em biết một tháng rưỡi nữa là để qua hai cái tháng thử. À, em đã hỏi gì nữa không? Đây chị thấy bên này có một bạn nào đây này, bạn nào góc góc đây, đây bạn gái đang đứng đây đúng không? Em chị ạ, chị ơi cho hỏi là em biết thì telesale đấy là một cái công việc là bán hàng quay hoa ấy, thì em được biết là telesale đó là một công việc rất là người ta yêu cầu là áp phân số ấy và qua cả KPI nữa. Thì không biết là bên mình có áp phân số cho các bạn không ạ? Hay là sau hai tuần thử việc đấy thì mình mới áp phân số? Câu hỏi này cũng rất là hay. Là đã làm sale thì người nào sẽ áp phân số đúng không? Nhưng mà nó chỉ là cái phép thử nhỏ nhỏ. Ví dụ trong hai tuần đấy thì các bạn chỉ cần bán được một đồng 15 đô, 20 đô là ổn rồi. Thì chỉ biết sao là các bạn, hoặc là nếu các bạn không chưa bán được thì với lý do nào đấy mà nó đang chưa gặp may mắn cả, các bạn chưa bán được, nhưng mà nếu mà căn cứ trên cái mong muốn của các bạn và cái định hướng mà các bạn thực sự là muốn làm nghề này thì công ty vẫn cho các bạn đi tiếp để đủ cho vòng hai tháng đấy, nhưng mà đương nhiên trong hai tháng đấy thì các bạn cũng phải bỏ ra một đợt chắc chắn lắm. Vì là trước em còn làm sale ạ, thì trong hai tháng thì kiểu như là người ta trả mình theo lương cứng thì mình không có lương cứng ấy, thì không biết là bên mình có lương cứng không ạ? Có, các bạn hai tuần, mặc dù là vào đấy, vào bên công ty chỉ được học thôi, nhưng mà các bạn cũng được trả lương. Dạ vâng. À, ok. Và kể cả những cái bạn mà là thực tập ấy, thì bên công ty chị cũng có trả 3 triệu một tháng. Các bạn thực tập thì có thể là vào kỳ nghỉ hè các bạn muốn thực tập khoảng 2-3 tháng thì có thể là em đây nào. Bạn gái đang đứng ở đây không nhỉ? Ok, đây. Em thưa chị là thời gian thực tập thì chỉ trong vòng 2 tháng, thì còn em đi học thì định học ở trường thì học buổi sáng buổi chiều khác nhau em, thì còn có thể sắp xếp được, nhưng mà nếu mà được nhận chính thức vào ấy, thì công ty có bố trí được những thời gian để mình có thể vừa học vừa làm đúng không ạ? À, nếu mà vừa học vừa làm thì chỉ gọi là part time thôi chứ không phải là full time, mà nếu là chính thức thì sẽ là 8 tiếng. Vậy là những cái bạn đang thực tập thì có thể làm 2 tháng như chị vừa nói là trong thời kỳ nghỉ hè. Còn những bạn mà đang trong cái thời gian là chờ để thi tốt nghiệp chẳng hạn thì các bạn có thể là làm part time. Đã sẵn. Em cảm ơn. Các bạn làm không? Ok. Em muốn hỏi chị mình đang có quyền và vị trí thực tập thì nếu như mà kết thúc khóa thực tập đấy thì nếu bọn em không được nhận vào làm chính thức với công ty chị thì bên mình có hỗ trợ để xác nhận thực tập cho em có chứ? Đương nhiên rồi, chắc chắn rồi. Bên công ty chị thì cũng sẵn sàng là hỗ trợ các em hết mức đến thực tập mà còn được lương thôi, mà thực tập là vào chỉ có học thôi đúng không, mà còn được lương này và được tham gia những cái chương trình nội bộ của công ty. Và ví dụ như những cái ngày lễ cũng có quà của công ty. Đấy, thì các em sẽ được đối xử như là một nhân viên của công ty. Dạ. Vâng, bạn nào đến đây nhỉ? Ok, bạn gái của mình. Các em có thể hỏi về tất cả các ngành nghề. Khi mà các em đi phỏng vấn sự kiện thì có thể hỏi chị. Thì không nhất thiết là chỉ có hỏi về telesale đâu. Cho em ra hỏi là các nhà tuyển dụng thường các nhà tuyển dụng thường có yêu cầu là
ưu tiên những người có kinh nghiệm ạ. Nếu như mình mới chỉ đây là đầu tiên đi apply công việc thôi thì có khó khăn khi mà các nhà tuyển dụng lựa chọn không ạ? À, nó sẽ tùy thuộc vào cái nhà tuyển dụng đó. Nếu như họ nói rằng là ưu tiên những người đã có kinh nghiệm, có nghĩa rằng là người không có kinh nghiệm thì cũng apply được, tại vì ưu tiên thôi mà. Thế còn nếu họ bảo là bắt buộc là phải có kinh nghiệm thì lúc đấy các em cũng không nên apply làm gì cho mất thời gian. Thì nó sẽ đến từ cái nhà tuyển dụng họ muốn gì ở các em. Đó. Em còn hỏi gì không? Không, em cảm ơn bạn Nam, có thêm bạn gái. Ủa, người cánh tay quá. Em hỏi là sau khi mà mình đạt qua phòng phỏng vấn hay ạ, thì công ty của chị sẽ tổ chức đào tạo cho những người qua phỏng vấn như thế nào, ví dụ học được cái gì, sau đó thì mai về công ty. Sau khi phỏng vấn, bạn sẽ nhận được một cái offer letter và hẹn ngày đến trải nghiệm quốc tế. Trong 2 tuần trải nghiệm quốc tế, có 5 ngày được đào tạo về sản phẩm. Thì chị nếu mà chi tiết thì khi nào em apply khi, hoặc là khi nào các bạn thực sự có nhu cầu apply vào vị trí của bên công ty chị thì bởi vì là ở trong năm ngày đấy có module rất là rõ ràng, sáng thì học đấy thì chiều học đấy thì nhưng mà đa phần là sẽ học về cái kỹ năng, đầu tiên là học về sản phẩm, các em phải hiểu biết về sản phẩm đã và phải đặt một cái bộ là những cái câu hỏi của khách hàng hay thắc mắc hay quan tâm tới thì mình phải hiểu rất rõ về sản phẩm, bắt đầu mình mới được nhận một cái list database khách hàng và các bạn sẽ trải nghiệm cái đó, sẽ gọi điện cho khách hàng gọi thử, đầu tiên là gọi thử cho những cái nhân chị là manager công ty là thực hành nhất, mình thực hành trước, sau đấy thì các chị sẽ chỉnh sửa cho em là các em cần phải thay đổi cái gì đó, thì sau đấy thì các em sẽ được giao một cái list của gọi cô thực tế. Em còn muốn câu hỏi gì nữa không? Dạ, cảm ơn em. Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi là ở bên về lĩnh vực sale thì bên chị sẽ bán về sản phẩm gì? Hầu như là về tư vấn về công việc đúng không ạ? Và những cái nguồn sản phẩm đấy thì lấy từ đâu ạ? Nếu mà ở bên Việt Nam Quốc thì sẽ Việt Nam Quốc thì sẽ là bán sản phẩm là đang tuyển dụng online thì giống như là chúng ta có rất là nhiều công ty và họ có nhu cầu tìm ứng viên ấy, thì em sẽ là tư vấn cho khách hàng rằng là chị ơi bên em đang có những sản phẩm như là đang job trên trang chủ này, đang ngành nghề hoặc là bôi đậm đỏ này đó, thì em sẽ tư vấn những cái sản phẩm liên quan đến hỗ trợ công ty để họ đang tuyển. Rồi, ok. Em đã chị cho em hỏi là một mùa hè năm sau thì liệu công ty mình có đơn tuyển sinh viên ngày tập không? Ngay câu hỏi là sinh viên năm sau. Chị thì sẽ không hứa trước được gì cả, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thế nhưng mà nhìn chung ấy thì chị nói nhỏ một chút là công ty chị hầu như là lúc nào cũng tuyển. Những công ty mà tuyển nhiều không có nghĩa rằng là họ vấn đề về nội bộ là nhân viên nghỉ nhiều nên phải tuyển nhiều đấy nha, mà là thực tế là trong plan, trong kế hoạch của công ty chị năm tới thì sẽ expand, sẽ mở rộng và sẽ tuyển ít nhất là khoảng 100 các bạn nữa, nhân viên nữa. Thế thì chị nghĩ là cơ hội này nó sẽ luôn mở. Vậy là năm sau sẽ ra trường hả? À không, em đi tập. À đi tập à? Năm sau đi tập, em là sinh viên năm thứ mấy? Năm thứ hai, ok. Ok, năm thứ hai hoặc năm thứ ba có thể tập được hả? Còn câu hỏi gì không? Quên đi tương lai. Hay để đi em ém thì rất là đừng một lần qua nữa. Ok, mời bạn. Các bạn ơi, có câu hỏi gì đúng không ạ? Rồi, bạn gái đang kính nhé. Câu hỏi của em thì không hề liên quan đến nghề sale cũng là sale sale, mà nghề của em cũng hỏi đến cái quan hệ nhân sự. Tại thực sự là em đang muốn hướng tới làm sau sẽ làm nghề nhân sự thì hiện tại chỉ là đang trường. Đó thì em muốn hỏi thêm là những cái kinh nghiệm của chị để trở thành người làm nhân sự. Ngoài tuyển dụng ra thì em còn biết là mình sẽ còn CV rồi còn đào tạo nữa. Thì để trở thành một gọi là người làm nhân sự tốt và để leo lên vị trí cao trong công ty thì cần chuẩn bị. Câu hỏi này rất hay và như kiểu là có cùng một tiếng nói chung ấy, nghề nhân sự mà. Các em nghĩ cái nghề nhân sự thì thấy nó
những nghề như một bà truyền thống như thử rất là gây gớm đúng không? À, nói vậy thôi nhưng mà công ty chị là một trong những công ty mà đi đầu về lĩnh vực nhân sự và cũng bắt đầu đang xóa dần những cái suy nghĩ về nhân sự là cái phòng nhân sự là phòng rất là khó tính, rồi là hay đặt ra những cái luật lệ này đạo để bọn bắt mọi người phải theo thì hầu như chẳng ai ưa cả. Nhưng mà về bên nếu mà để nói về nhân sự hiện đại ấy, thì sẽ có bốn mảng chính và thậm chí như bây giờ công ty chị chỉ có 5 mảng. Mảng thứ nhất là mảng tuyển dụng, mảng thứ hai là mảng đào tạo, mảng thứ ba là C&D là chế độ chính sách phúc lợi tiền lương bảo hiểm xã hội, mảng thứ tư là mảng engagement là mảng gắn kết. Trong mảng gắn kết này thì nó chính là truyền thông nội bộ ấy, hoặc là xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay là tổ chức những cái event, những cái giải thưởng, làm sao để cho mọi người trong công ty đi làm để gắn kết tốt nhất. Còn mảng thứ năm là mảng rất là mới là HRPP, là HR nhá. HR là nhân sự là BP, có nghĩa là Business Partner. Có nghĩa là vai trò của HRPP là gì? Nếu đối với một công ty mà có nhiều các chi nhánh hoặc là nhiều các công ty con thì mỗi một chi nhánh của công ty con thì sẽ có một chị hoặc là anh HRPP ngồi ở đó, sẽ là đại diện nó giống như là một trưởng phòng nhân sự hoặc phó phòng nhân sự, và họ sẽ phải có bốn cái kỹ năng như chị vừa nói, bốn cái mảng kia, và họ sẽ ngồi lại cái business đấy để họ tư vấn, họ tư vấn là họ thấu hiểu lắng nghe, để sau đó thì sẽ là quay trở lại phòng nhân sự để đưa ra những cái chế độ chính sách phúc lợi tuyệt vời hơn cho nhân viên công ty. Còn em không có hỏi câu gì nữa không? Thế về sau này thì cái yêu cầu về tuyển vào vị trí tuyển dụng của nhân viên nhân sự thì sẽ là có những yêu cầu không? Nó sẽ tùy thuộc, ví dụ như là bốn cái mảng đấy thì em quan tâm đến mảng nào thì em có thể apply vào mảng đó, bởi vì với một cái doanh nghiệp lớn ấy, thì bốn mảng đấy thì sẽ có bốn, một là bốn nhóm hoặc là bốn người phụ trách bốn mảng khác nhau. Thì ở cái công ty chị thì ví dụ như chị Phương Anh thì chị phụ trách về tuyển dụng và đào tạo. Thế thì có nhưng mà ở trong xa là trụ sở chính thì bọn chị sẽ có ai làm về tuyển dụng thì làm riêng, đào tạo thì làm riêng. Đó thì trong đấy họ nhiều việc hơn nên là họ sẽ phân ra như thế. Có thể là để số công tác chị để hỏi thêm ha. Có bạn nào không? Đây bạn gái đi ạ. Em với chị là tại vì anh em có nghe nói là mình có cái khóa học với tôi lên sale, thực tập với lên sale thì cái chương trình về nhân sự mình có không ạ? Cái chương trình thực tập là nhân sự đấy. Thế thì em không biết là mình là làm những gì ạ? Tại vì em có hướng đến nghề nghiệp là em làm nhân sự. Thứ nhất là em phải tìm hiểu cái nghề nhân sự nó là bốn hoặc năm cái mảng chị vừa nói ấy. Thì em phải tìm thấy em nên đi từ một cái mảng nào đấy em thấy em phù hợp nhất bây giờ, em sẽ dành thời gian để em học hỏi nó và em làm thử cái vị trí đó. Thì sau đấy em một em có thể apply vào một cái mảng nào đấy trong một phòng nhân sự của một tập đoàn nào đấy, hoặc là em có thể đi theo cái hướng là HR general, nghĩa là nhân sự tổng hợp ấy. Thì chị nghĩ một cái sự khởi đầu nó sẽ có hai hướng, thứ một là em sẽ tìm thấy mình phù hợp một trong bốn mảng thì em sẽ apply vào một cái công ty mà họ đang tuyển một trong bốn mảng đấy, hoặc là cách thứ hai là em có thể làm ở một công ty nhỏ, em làm HR general trước, sau đấy nhưng mà về cơ bản thì em sẽ phải hiểu về luật lao động này, hiểu về chế độ chính sách bảo hiểm y tế các thứ, thì đấy là cái nền tảng của nhân sự em vẫn cần phải nắm rõ. Có thể theo những công ty 5 đến 10 người dần dần thì học lên, bắt đầu chuyển sang công ty 20, 30 người dần 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 lên. Công ty mình có thực tập những cái gì không ạ? Bên công ty chị thì sẽ tuyển những cái bạn thực tập, nhưng mà nếu mà thực tập thì chỉ là 2 đến 3 tháng thôi. Ví dụ như là chị Phương, chị lại Phương Phương thì trước đây chị cũng là HR intern, cũng là thực tập bên công ty chị, và đến nay chị được mời và giữ lại làm trợ lý phòng nhân sự. Chẳng như thế. Ừ, chị Phương tặng em một cái đồ đấy. Được, còn bạn nào đặt câu hỏi cho chị không đâu? Bạn hỏi gì nữa không nhỉ? Tranh thủ đi nào. Ok, nếu mà các bạn không còn câu hỏi nào nữa
đây. Và thay mặt cho Navigos Group, chị muốn dành một lời chúc tới các em có một kỳ học, bắt đầu kỳ học thật là hăng say và sớm định hướng cho mình một công việc, và nói chúng ta sẽ có nhiều cái buổi giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm của công ty dành cho các em. Xin cảm ơn các em.